Hello, chào các bạn. Rồi, chào các em nhé. Chào Minh Hiếu, chào Hữu Tình, chào Xanh Khởi, chào Dũng Nguyễn, chào Thanh Nhân, chào Danh Thành. 12 có vào học được không ạ? 12 thì sẽ học đến tầm câu lớp 12 thì các bạn học đến tầm câu 30, à gần câu 32 là em dừng lại thì được. Thì 32 câu đầu thì nó sẽ giống với cái đề thi đại học nhá. Còn từ 33 trở đi thì nó sẽ hơi khó, bạn nào mục tiêu cao thì học hơn. Thấy chưa? Đấy, lớp 12 thì xem đến 32 câu đầu tiên. Thấy chưa? Nhá. Lớp 12 thì xem 32 câu đầu tiên. Còn lớp 11 thì xem hết. Nhá. Vì 8 câu cuối của thầy là thầy thiên về lớp 11 nhiều hơn. Chương trình thi đại học của chúng ta vẫn có 4 câu lớp 11 nhá. Nên những bạn nào lớp 12 thì xem 32 câu đầu tiên xong out ra cũng được. Em đi ngủ đây. 5 giờ sáng mai hẹn thầy. Ok, 5 giờ sáng mai thầy livestream bình thường nhá. Chào Đàm Hải, chào Vinh Thái. Chào Năng Quang, chào Nguyễn Thái nhá. Chào Linh Phạm, chào Hưng Lê, chào Thảo My, chào bạn khỏe ạ, chào Việt Thi. Rồi, các bạn tăng cờ rút các thể loại vào học nào. Hôm nay đề của chúng ta sẽ có 40 câu. Thì toàn câu hay và câu khó thôi nhá. Không hề có câu nào không hay cả, nghe chưa? Rất nhiều câu mà giúp các bạn là ôn tập giữa kỳ của lớp 11 cho nó tốt. Ở trên lớp, thầy hỏi một chút này. 2K6 trên lớp, các bạn đang học đến bài nào rồi? Học xong chương trình chưa? Hay là đang học đến chương 5, chương 6 thôi? Tuần này 2K6 sẽ học vào tối thứ 6 nhé. Đấy chưa? Tối thứ 6 là thầy live stream trong nhóm kín đấy nha. 2K6 tuần này tối thứ 6 thầy live ở nhóm kín nha. Chủ nhật thì để thầy xem có thi hay không. Vì cái lịch thi nó sẽ ổn định khi mà các bạn gọi là thi mà các anh chị 2K5 thi đại học xong thì thầy sẽ duy trì cái lịch thi nó đều đặn hơn. Còn đợt này 2K5 vẫn đang ôn thi đại học nên thầy khá là bận. 2K6 tuần này sẽ học livestream đến đến tối thứ 6. Tối thứ 6 có livestream nhá. 2K6 trong nhóm xuất phát sớm của thầy nhá. 2K6 trong nhóm xuất phát sớm tuần này sẽ có buổi livestream đầu tiên về bài tập. Nghe chưa? Bài tập nha. Chào Nhung Thúy nha. Bọn em học xong 12 là ok. Chào Hồng Phấn nha. À chào Thúy Nhung chứ. Học đến khúc xạ rồi à? Học đến chương 5 mà. Ok. Trên website của thầy là up đến chương 6 rồi đúng không? À chương 7. Trên website của thầy là thầy up đến chương 7 rồi nhá. Up sang đến chương 7 rồi. Trên web là thầy up sang đến chương 7 rồi. Ok. Thực ra thì cái chương trình thi đánh giá năng lực ấy, nó thầy không nói những môn khác nhé, nói môn lý nhé. Tức là các bạn chỉ cần học luyện thi đại học tốt thôi thì cái kỳ thi đánh giá năng lực ấy nó là tập hợp con. Nó là tập hợp con rất nhỏ của thi đại học. Đấy, cái đánh giá năng lực nó chỉ khó ở môn toán và môn văn thôi. Đấy. Chứ còn môn lý, môn hóa, môn sinh thì nó chỉ là tập hợp con của đề thi đại học thôi. À thầy không nói môn hóa, môn sinh, nhưng môn lý chẳng hạn. Môn lý thì cái 10 cái câu của thi đánh giá năng lực ấy nó chính là 10 câu lấy từ đề đại học lấy ra thôi, chả khác gì cả. Rồi. Tôi học nhỉ. Nếu mà 2K5 mà xem, nếu lớp 12 mà ngồi xem thì chỉ cần xem đến hết câu 32 thì dừng, nghe chưa? Còn những bạn 2K6 nhá mà học lớp 11 thì xem hết. Nhưng cái chương này của à những cái đề hôm nay của thầy nhá là nó có cả chương 6 đấy.
thầy có kèm cả chương 6 vào nha. Thầy có kèm cả chương 6 vào, thì thầy sợ một số trường học sang chương 6 rồi. Mà thậm chí trên website của thầy, thầy cũng có chương 6 rồi. Tuần trước là thầy cũng đã gì nhỉ? Tuần trước là thầy cũng đã livestream chương 6 về phần khúc xạ ánh sáng rồi nha. Rồi, bắt đầu học thôi. À tuần trước thầy nghỉ mà đúng không? Tuần trước thầy nghỉ mà, tuần trước nữa chứ đúng không? Tuần trước thầy nghỉ. Bắt đầu thôi. Lớp 11 thì xem hết nhá. 8 câu cuối khó. Lớp 12 thì xem 32 câu đầu là được rồi. Nào. Chúng ta bắt đầu học trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Nào. Anh em comment số 1 nào. Yeah. Để sẵn sàng học nào. Nha. Yeah. Comment số 1. Thầy sẽ chữa đề này trong đâu đó tầm 70 phút đến 80 phút nhá. Cố gắng là 7-80 phút là xong thì đẹp. Còn nếu như mà khó quá không xong được thì sẽ mất nhiều thời gian hơn thôi. Còn hy vọng là 7-80 phút là sẽ xong đẹp nhá. Ok, comment số 1 nhá. Bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Nào, ôn thi giữa kỳ 2 lớp 11. Câu số 1, vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm? Em biết luôn nam châm để mà làm được nó phải là gì các bạn nhỉ? Mangan, coban, sắt. Đấy, sắt từ, đúng không ạ? Thì đây nhìn thấy luôn này, niken nữa, nghe chưa? Niken, mangan, coban, sắt và sắt từ. Ok chưa? Thì nhôm hay đồng thì không thể làm nên nam châm được, vì nhôm và đồng nó không có tính từ, nghe chưa? Nên một đáp án D là chính xác. Câu số 2, người ta có thể dùng chiều của gì đây? Người ta có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện tuân theo quy tắc nào? Thầy đã dạy các bạn rồi. Bất kỳ những cái gì liên quan đến xác định lực, chúng ta phải dùng quy tắc bàn tay trái, nghe chưa? Nên câu 2 là D. Câu số 3, xung quanh vật nào sau đây không có từ trường? Từ trường nó có xung quanh nam châm và dòng điện, nghe chưa nhỉ? Thì nam châm và dòng điện này, nam châm đúng này, dòng điện đúng này. Thế còn hai đáp án là hạt chuyển động và hạt đứng yên. Thế phải hiểu luôn bản chất. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng, nên để tạo ra được dòng điện là các hạt mang điện nó phải chuyển động, nghe chưa? Nên A và B là giống nhau thôi, nên là từ trường không có xung quanh các hạt mang điện đứng yên, bởi vì bản chất các hạt mang điện đứng yên thì nó sẽ là gì các bạn nhỉ? Điện trường nhá. Câu số 4 là một câu khó đầu tiên. Câu 4 này, cho hình hộp chữ nhật ABCDMNPQ một dòng điện đấy không đổi dài vô hạn trên đường thẳng từ A đến M, đấy, chiều là vector AM các bạn nhé, đấy chưa? Có chiều từ A đến M, từ trường gây ra tại điểm N có hướng trùng với hướng của vector nào? Thì đến đây nhiều bạn đọc thì nhiều bạn sẽ bị đọc nhầm đề bài, nhiều bạn sẽ đi tìm cái vector tương đương với vector MA, thì vector tương đương với vector MA nó phải là DQ, là BN, là CP, và không có cái đáp án nào thỏa mãn, đúng không ạ? Bài toán này em phải đọc cho kỹ. Là người ta không bảo tìm cái vector nào tương đương với vector AM. Người ta bảo là gì đây? Từ trường dòng điện gây tại điểm N thì chính là vector nào thôi. Em áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện. Ok không ạ? Và các ngón tay khum lại là chiều đường sức từ. Nên em có thể hình dung luôn là, và em phải hiểu luôn là vector cảm ứng từ tại một điểm, nghe chưa? Nó sẽ là pháp tuyến nha, với các đường sức từ tại chính điểm đó. Thì bản chất là cái đường sức từ này, em phải hiểu đây là hình học không gian nha. Hình học không gian, cái đường sức từ ấy nó sẽ có hình tròn như này, đấy chưa? Nó có chiều quận vào như này. Đấy, và em vẽ đi qua điểm N đi, nghe chưa? Em vẽ đi qua điểm N nha, nó có chiều như này này. Đấy chưa? Đấy, có chiều như vậy. Nó vòng như vậy, em phải hiểu theo hình học không gian nhá. Và cái vector cảm ứng từ này là sẽ tiếp tuyến tại điểm N này này. Tiếp đến điểm N, nó chính là chiều của vector gì các bạn nhỉ? Nó chính là chiều của vector NP. Nên ta chọn đáp án B, 4 là B chính xác. Đấy, thầy vẽ nó là kiểu theo hình học không gian đấy các bạn nhé. Đấy chưa? Thì cái vector cảm ứng từ tại điểm N nó phải là tiếp tuyến với cái đường sức từ này tại điểm N luôn, nghe chưa? Và nó có chiều là đang theo cái chiều là ngược kim đồng hồ, đúng không ạ? Thì cái NP nó hướng lên như này, nghe chưa? Rồi, đáp án C, đáp án B là chính xác. Câu này là một câu rất khó đấy các bạn nha. Không phải câu dễ đâu, rất khó đấy nha. Rồi, câu 5, từ phổ là gì? Phổ là ảnh, nghe chưa? Từ chính là gì nhỉ? Là tính từ thôi nhá. Thì từ phổ là hình ảnh của đường mạt sắt cho ta hình ảnh các đường sức từ trong từ trường, đúng luôn. Cái này học lớp 9 luôn rồi nhá. Câu 5 của chúng ta là A, từ phổ là hình ảnh các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của đường sức từ của từ trường, 5 là A. Tiếp câu số 6,
từ cực bắc của trái đất thì nó sẽ chính là gì nhỉ? Ở cực nam địa lý, nhưng nó sẽ có hai loại cực nam, trùng với cực nam hay là gần với cực nam. Còn từ cực bắc nó phải là cực nam nhưng là trùng hay là gần, thì em lưu ý luôn nhá, nó là gần với cực nam thôi. Đây chính là cái phần mà em có biết phần đọc thêm trong sách giáo khoa, hình như thầy nhớ không nhầm nó lệch 11 độ so với cực nam. Từ cực bắc nó lệch khoảng 11 độ so với từ cực nam, nghe chưa? So với cực nam địa lý nha. Rồi, câu 6 là C. Đấy. Tiếp câu số 7, một hạt mang điện chuyển động trên mặt phẳng P, vuông góc với đường sức từ của từ trường đều, lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện. Nào, ví dụ các bạn hình dung luôn nhé. Hạt của chúng ta mang điện dương chưa? Chuyển động trên mặt phẳng này, các đường sức từ của chúng ta là đâm ra đi, đấy chưa? Đường sức từ đâm ra vuông góc với mặt phẳng P chưa? Các bạn sẽ xác định lực Lorentz. Nói chung xác định lực là dùng quy tắc bàn tay trái. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm vào lòng bàn tay. Bây giờ B đâm ra chưa? Đặt tay úp xuống này, đặt tay úp xuống nhá. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều chuyển động của V chưa? Nhá. Và chiều ngón tay cái choãi 90 độ là chiều của lực Lorentz với điện tích dương và gập ngược lại với điện tích âm, nghe chưa? Vậy lúc này là lực Lorentz chúng ta có chiều như này chưa? Nào, lực Lorentz có phương vuông góc mặt phẳng, sai. Lực Lorentz là phải trùng luôn với phương của mặt phẳng, nghe chưa? Và có độ lớn F của chúng ta là Q B V quả bóng vàng đấy. Có độ lớn tỷ lệ với độ lớn điện tích của hạt mang điện, đúng luôn rồi. Lực Lorentz tỷ lệ với Q. Vậy câu 7 của chúng ta chọn B là chính xác. Rồi, chính xác luôn nha. Chiều không phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện là sai. Chiều nó phải phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện, bởi vì nếu nó sẽ gập như này, nó sẽ như thế này nếu như hạt mang điện dương và gập ngược lại nếu như hạt mang điện âm, nghe chưa? Nên 7 là B chính xác nha. Câu 7 B. Câu số 8, một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ của từ trường đều. Khi độ lớn của ion tăng gấp đôi thì bán kính lúc này như thế nào? Em biết luôn này, bán kính là R bằng MV trên QB, đúng không ạ? Bán kính của một gì nhỉ? Hạt mang điện chuyển động trong một vùng từ trường đều. Thầy chứng minh ở khóa học của thầy chưa? R bằng MV trên QB, mẹ về quất bố, đúng không ạ? Mất mẹ về quất bố. Khi độ lớn V tăng gấp đôi, V tăng gấp đôi thì bán kính tăng gấp đôi luôn, đúng không ạ? Vậy thì bán kính lúc sau là 2R các bạn nha. R bằng MV trên QB, nghe chưa? Mẹ về quê bố. Đấy, V tăng gấp đôi, R tăng gấp đôi. Rồi, 8 là C. Câu thứ 9 nào? Cảm ứng từ là một đại lượng đặc trưng cho từ trường, nghe chưa? Cảm ứng từ chính là một đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực của từ trường nha. B là chính xác. Cảm ứng từ càng lớn, lực từ càng mạnh. Tiếp câu số 10. Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 6A vuông góc với các đường sức từ của từ trường đều. Cảm ứng từ là 0,02 tesla, lực từ tác dụng lên 30 cm chiều dài có độ lớn bao nhiêu? Nào, F từ này là BIL nhân với sin alpha. Ở đây là góc vuông. Đấy, vuông góc không ạ? Sin 90 là bằng 1. Vậy chỉ còn là B thôi. B là 0,02. Y của chúng ta là 6 chưa? Dây có chỉ có chiều dài là 30 cm chưa? Là 0,3 chưa? Bấm máy rồi nhá. 0,02. 0,02 nhân với 6 nhân 0,3 chưa? Rồi, lực từ tác dụng 0,036. Đấy, Newton. 0,036 Newton à? Các bạn chọn đáp án gì nhỉ? D à, đúng không ạ? Các bạn lấy cái này chia cho mình mũ trừ 3 đi. Đấy chưa? Nó ra là 36 mN nhá. Chọn D. Câu 10 chọn D. Câu số 11. Một dòng điện không đổi chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không có cường độ là 5A chạy qua. M là một điểm nằm gần dòng điện. Cảm ứng từ là 2 nhân 10 mũ trừ 5 tesla. Khoảng cách từ M đến dòng điện. Đây, một đoạn dẫn thẳng dài thì cảm ứng từ cách một đoạn R đấy là bao nhiêu? Thì cảm ứng từ của chúng ta tính theo bởi một dòng điện thẳng dài vô hạn là B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với Y chia R chưa? Y chia R. Vậy em rút ra R chưa? Bấm thôi nhá. Lấy 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho 5 và chia cho 2 nhân với 10 mũ trừ 5. Ok không? R của chúng ta là 0,05. 0,05 nhưng đơn vị nó phải là mét các bạn nhé. Và 0,05 mét chính là 5 cm. Được chưa? 11 là B. 11 là B nha. Tiếp câu số 12. Một vòng dây tròn có bán kính 5 cm gồm 1.000 vòng dây quấn theo chiều dài cuộn dây đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 5 x 10 mũ trừ 3 tesla thì cường độ dòng điện. Đây là cuộn dây tròn. Ok không ạ? Rồi, thì công thức tính của chúng ta này là 2 pi
nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với y chia r, r là bán kính chưa, và phải nhân với số vòng dây nữa. Ở đây của chúng ta có 1.000 vòng dây cho các bạn nhỉ, bấm máy nhá. Nào, b là 5 nhân mũ trừ 3 chưa, 5 nhân mũ trừ 3 này, rồi 5 nhân đến 10 mũ trừ 3 chia cho 2 pi nhân đến 10 mũ trừ 7, xong chưa? Đấy, chia tiếp cho 1.000 các bạn ạ. Rồi, ok, lấy y chia ngược lại nhá. À, đang cần tính y vào đúng không ạ? Nhân với r là 0,05. Rồi, bấm được y rồi các bạn ạ. Khá là lẻ, 0,39 ampere. Thì 0,39 ampere thì gần bao nhiêu nhỉ? 0,4 ampere. Ở đây các bạn phải tự cố gắng là thay số, đúng không ạ? Chuyển vế đổi dấu cho thầy, nghe chưa? Y là 0,39, chọn gần nhất đến 0,4. Tiếp, câu số 13. Câu số 13 là câu của chương 5 này, chương cảm ứng từ này. Đấy chưa? Định luật Lenzer dùng để làm gì? Định luật Lenzer dùng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch, nhớ chưa? Dòng điện cảm ứng sẽ sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó nha. Tiếp câu số 14, xuất hiện động cảm ứng xuất hiện trong đoạn dây chuyển động trong từ trường không phụ thuộc vào cái gì? Đây, xuất hiện động cảm ứng của chúng ta, E cảm ứng chưa? E cảm ứng này. Đấy, chính bằng độ biến thiên của từ thông chia cho thời gian biến thiên. Đấy, xuất hiện động cảm ứng là một đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên nha của từ thông. Đấy, tức là bằng độ biến thiên của từ thông theo thời gian. Vậy thì khi mà cái đoạn dây chuyển động thì chắc chắn là nếu như đoạn dây chuyển động càng nhanh thì từ thông biến thiên càng nhiều, nghe chưa? Chắc chắn là có phụ thuộc vào tốc độ này nhá. Tiếp theo là có phụ thuộc hướng của từ trường này. Ok không ạ? Rồi, hình như là không phụ thuộc tiết diện của dây thôi các bạn ạ. Cái dây mà to hay dài không quan trọng, có phụ thuộc vào chiều dài dây. Vì dây càng dài thì có càng nhiều đường sức từ cắt qua, đấy chưa? Câu C, không phụ thuộc vào tiết diện của dây, chuẩn. Dây to hay bé không quan trọng. Đấy, rồi. Câu số 15. Thực ra cái bài này nên người ta nên cho là một khung dây thì đúng hơn. Một khung dây thì cái tiết diện nó không quan trọng, các bạn hình dung không? Tiết diện nó không quan trọng, tức là cái dây này to hay bé nó không quan trọng. Đấy, miễn làm sao tại một diện tích SC là được, nghe chưa? Nên là cái chiều dài đoạn dây mà càng ngắn ấy, thì diện tích nó càng thay đổi nhiều, nghe chưa? Nên là phải phụ thuộc chiều dài đoạn dây là vì vậy nha. Còn không phụ tiết diện của dây, dây to hay bé không quan trọng nha. Tiết diện dây là dây to hay dây bé đấy các bạn ạ. Sợi dây to, sợi dây bé đấy. Tiếp câu số 15, từ thông được xác định bằng biểu thức nào? Là BS cos alpha, công thức tính từ thông chưa? BS cos alpha, và đơn vị của từ thông là VBA, đơn vị của cảm ứng từ là Tesla nhé. Rồi, câu số 16, một bán cầu đường kính 2R đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ là B, song song với trục đối xứng của mặt bán cầu, ở từ thông qua mạch bán cầu, từ từ. Cái này các bạn bỏ luôn thầy, các bạn không cần học cái này. Bởi vì chúng ta chỉ học công thức tính từ thông qua một khung dây dẫn. Ồ, thầy cho hơi quá tay rồi, nghe chưa? Thầy cho hơi quá tay rồi nha. Vậy thì nếu như các bạn, nếu như có muốn tính ấy, thì sẽ tính kiểu gì nhỉ? Tính diện tích của mặt cầu. Từ từ có đúng nhỉ? Diện tích của mặt cầu, thầy xem nhá. Diện tích của mặt cầu là 4πr bình. Đấy, nhưng đây của chúng ta thì chỉ là một nửa đúng không ạ? Thì là 2πr bình, đúng không nhỉ? Đúng không? Từ thông qua mạch bán thầy từ thông qua mạch bán cầu. Từ thông là thông lượng đường sức từ đâm vào mặt phẳng thôi. Thì đây chính là diện tích xung quanh của mặt cầu thì chính là 4πr bình. Đấy, đường kính là 2r thì bán kính là r các bạn nhá. Diện tích xung quanh là 4πr bình. Như đây là một nửa hình cầu thôi thì sẽ là 2πr bình. Đây chính là diện tích nha, diện tích mà từ thông đâm qua, nghe chưa? Rồi, vậy từ thông của chúng ta là B nhân S, đây, S gì của chúng ta đây, diện tích đâm vào đây này là diện tích của nửa bán cầu, nửa quả cầu là bán cầu chưa? Chính là 2πr bình nha, 2πr bình. Đấy, vì diện tích của cả mặt cầu là 4πr bình, em còn nhớ công thức tính diện tích mặt cầu không? Công thức tính diện tích mặt cầu là 4πr bình. Đấy, đây chỉ có một nửa thôi nhá. Rồi, xem có bị lừa cái chỗ là B song song với trục đối xứng của mặt bán cầu. B song song với trục đối xứng của mặt bán cầu. Mặt bán cầu như này, trục đối xứng. Từ từ, thầy suy nghĩ một chút nhá. Thầy suy nghĩ một chút, nó có hai kiểu. Thầy không có bán cầu nào đây nhỉ? Ví dụ là trục đối xứng của mặt bán cầu là cái... Em có hình dung quả bóng không? Là nó xuyên thẳng qua. Nhưng B của chúng ta là song song. B của chúng ta là song song. Khi mà song song thì nó đâm ở phía dưới đâm lên. Em hình dung nhé, đây thì vẽ quả cam đi.
Để ra đây, em hình dung trong không gian chưa? Ví dụ đây là trục đối xứng này, cái này là trục đối xứng này. Nếu như b đâm thẳng vào đây thì diện tích mà đâm qua chính là 2pi r bình. Nhưng b của chúng ta này, nó không phải là đâm vuông góc với trục đối xứng mà lại đâm song song với trục đối xứng. B đâm kiểu này chưa? Đấy, nên thầy cảm giác là chỉ có một nửa của cái này nhận thôi, vì hai bên là giống nhau chưa, nên chỉ có một nửa thôi, nên là phải rạch tiếp đi số 2 lên một nửa thôi. Vậy chính là b nhân với pi r bình, chọn a là chính xác. Em hình dung không? Bởi vì nếu đâm như này này, nếu đâm như này này, đâm hết được cả cái này luôn. Đấy, bây giờ mình đâm hết chưa? Đâm hết của cả mặt cầu. Nhưng như này thì đâm một nửa thôi, một nửa thôi các bạn ạ. Đâm song song trục đối xứng. Ôi, câu này nó thuộc kiểu loại là của học sinh giỏi nâng cao mất rồi. Còn của chúng ta đơn giản, chương trình cơ bản là chỉ tính là khung dây hình vuông này thôi. Diện tích rất đơn giản. Đấy. Nhưng cái này em phải nhìn này, diện tích mặt cầu là 4 πr bình. Bán cầu là nửa cầu chưa? Là 2 πr bình. Nhưng nếu mà đặt kiểu này thì là lấy hết. Nhưng bấm kiểu này thì lấy một nửa bên này thôi. Được chưa? Nó hơi khó đấy các bạn nha. Rồi, là đáp án A. Nó còn theo là từ thông đâm kiểu gì, từ trường đâm kiểu gì. Đâm kiểu như này là lấy hết, chọn B. Nhưng đâm kiểu song song này này, lấy một nửa thôi, chọn A. Thế nó mới khó các bạn ạ. Đấy, Bùi Sơn em phải biết chính xác là đâm theo kiểu gì nha. Đấy chưa, đâm kiểu gì, nó có mấy kiểu đâm cơ mà nha, mấy kiểu đâm. Rồi, tiếp câu này câu khó đấy. Bạn nào chương trình cơ bản bỏ qua luôn đấy nha. Tiếp, câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Xuất điện động cảm ứng trong một mạch đấy có thể tồn tại, là câu A nào, có thể tồn tại không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó, có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng, đúng, nếu mạch đấy không kín, đúng không ạ? Nếu mạch đấy không kín nha, nếu mạch đấy không kín thì sẽ không sinh ra, cái này đúng này, đấy chưa? Rồi, chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch, câu này thấy sai luôn rồi. Nó phải xuất hiện đấy khi từ thông qua mạch của chúng ta biến thiên, đấy chưa? Nó phải xuất hiện khi từ thông qua mạch của chúng ta là biến thiên. Đấy, tỷ lệ với tốc độ biến thiên đúng này. Chỉ xuất hiện khi có sự biến thiên, đúng rồi. Thế câu B là hiển nhiên sai chưa? Có từ thông chưa đủ, xuất động cảm ứng phải xuất hiện khi từ thông biến thiên. B nha. Nam Phong em tưởng bán cầu là πr bình. Không, diện tích của cả hình cầu là 4πr bình. Diện tích xung quanh ấy, đấy chưa? Bạn nào lớp 9 học cái này nhớ không? Diện tích xung quanh của cả hình cầu là 4pi r bình. Thế một nửa thì chia đôi ra thôi, đấy chưa? Một nửa chia đôi thôi. Nhưng một nửa hình cầu thì chỉ là 2pi r bình, đúng không? Diện tích xung quanh nhá, tức là cái mặt bao xung quanh ấy, đúng không Nam Phong? Nam Phong xem là kiến thức lớp 9 nhá. Nếu thầy nhớ không nhầm thì là thế. Câu 18. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng, điện năng được chuyển hóa từ gì gọi nhỉ? Cơ năng. Ok các bạn. Giống hệt cái này hôm trước thầy nói với các bạn đúng không? Giống hệt cái này chưa? Đấy, khi mà chuyển động thì sẽ sinh ra dòng điện, thì nhấp nháy chưa? Đó, là nó biến đổi từ cơ năng về điện năng. Đấy. Rồi, bởi vì nam châm chuyển động và tạo ra cơ năng và cơ năng tạo ra điện năng, đấy là sự chuyển hóa, nghe chưa? Rồi, tiếp câu số 19. Khi từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng vòng dây biến thiên, xuất động xuất hiện là 0,02 mV. Xuất động cảm ứng trong cuộn dây có giá trị là bao nhiêu? Đây, mỗi vòng dây, em hình dung không? Mỗi vòng dây là 0,02 mV, còn cả cuộn dây là gồm 100 vòng dây chưa? Lấy 100 nhân với 0,02, đơn vị là mV, đừng quên đơn vị nha. Bạn nào quên đơn vị là tèo. Đây là 2 mV. Nên bạn nào mà quên đơn vị không thì khoanh đáp án C luôn. Và 19 của chúng ta C là sai, đúng không ạ? Ta phải khoanh A vì nó còn cái đơn vị là mV. Em nhớ chưa? Một vòng dây là 0,02, còn các vòng dây cuốn liền tù tì với nhau như kiểu cuốn nối tiếp với nhau em thì U nó nhân lên 100 lần nữa nha, vì có 100 vòng mà. Nào, tiếp câu số 20. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều cảm ứng từ B, độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian thì dòng điện là 0,5 ampere. Biết điện trở khung dây là 2 ohm, diện tích khung dây là 100 cm vuông. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ này, đầu tiên phải hiểu này, Y cảm ứng của chúng ta đã. Đấy, là bằng E cảm ứng chia cho R. Tóm lại tức là điện ohm ấy, Y bằng U chia R thôi. Từ đấy các bạn suy được là cái E cảm ứng trước đã nhá. Độ lớn là cảm ứng này, lấy 0,5 nhân với 2 giờ, R bằng 2 ohm mà. E cảm ứng là 1V. Đấy, thì E cảm ứng chính là độ biến thiên của từ thông chia cho thời gian biến thiên chưa?
Đấy, thì cái này chính là tốc độ biến thiên luôn. Bản chất cái này là tốc độ biến thiên, đơn vị là Tesla trên giây. Vì từ VB trên giây thì xin lỗi. Từ đã nhá, nó hỏi là tốc độ biến thiên cả một từ mà đúng không ạ? Bình tĩnh đã nào. Vậy thì delta phi, độ biến thiên của từ thông do độ biến thiên cảm ứng từ sinh ra là delta b này nhân s này, được chưa? Vuông góc thì cos là gì nhỉ? Không tính rồi. Khung dây là vuông góc với một từ trường đều thì góc hợp giữa vector b và vector pháp tuyến là 0 độ, nghe chưa? Cos 0 thì là 1, delta t chưa? Rồi, vậy ở đây em có luôn delta b chia delta t. Độ biến thiên chia cho thời gian biến thiên chính là tốc độ biến thiên nha. Lấy 1 chia cho diện tích thôi. Diện tích có chưa? 100 cm vuông. 1 chia 100 nhân 10 mũ trừ 4. Đổi từ cm vuông sang mét vuông nhân 10 mũ trừ 4 nha. 1 chia cho 100 nhân 10 mũ trừ 4. Rồi, ra được đây là 100. Đơn vị là Tesla trên giây. Vì B là Tesla, còn T là giây chưa? Vậy là 100 Tesla trên giây. Câu 20 là B. Câu 21 nào. Nhận xét nào sau đây là đúng? Xuất động tự cảm có độ lớn tỷ lệ với độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch. Thế em phải hiểu định nghĩa một chút nhá. Em phải hiểu định nghĩa của chúng ta về gì nhỉ? Hiện tượng tự cảm. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ mà sự biến thiên của từ thông trong mạch là do sự biến thiên của dòng điện gây ra. Nên chắc chắn là để có được E tự cảm thì dòng điện phải biến thiên. Nhưng nó sẽ có hai kiểu biến thiên này, nó có hai đáp án này. Đáp án A và đáp án B nó đều là dòng điện biến thiên. Nhưng phải hiểu nhá. Ví dụ như là cái hiện tượng tự cảm ấy, hiện tượng cảm ứng điện từ ấy, thì xuất động cảm ứng là tỷ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông, nghe chưa? Nha, tốc độ biến thiên càng nhanh thì E cảm ứng càng lớn. Ở đây nó không phải là tỷ lệ với độ biến thiên mà nó phải tỷ lệ với độ biến thiên theo thời gian, tức là tỷ lệ với tốc độ biến thiên, nghe chưa? Đấy, tức là E tự cảm hay là E cảm ứng nó đều là đại lượng đặc trưng cho tốc độ biến thiên của từ thông nhá. Nên phải từ tốc độ biến thiên. Rồi, đơn vị của độ tự cảm ký hiệu là L, đơn vị là Henry, đấy chưa? Độ tự cảm ký hiệu là L, đơn vị là Henry. 22 là gì nhỉ? Là B, đấy chưa? 22 là B. 21 là C, 22 là B nha. Tiếp câu 23. Dòng điện qua một ống dây giảm đều từ 1,2 ampere xuống 0,4 ampere trong 0,2 giây. Hệ số tự cảm là 0,4 Henry. Xuất động tự cảm trong ống dây ở thời gian này nào. E tự cảm này bằng trừ delta phi chia cho delta t. Đó. Nhớ là bằng trừ của độ biến thiên. Đấy, chia thời gian biến thiên. Bởi vì dòng cảm ứng sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó, nên phải có dấu trừ là vì vậy. Và độ biến thiên của từ thông là do sự biến thiên của dòng điện gây ra. Nhớ từ thông riêng của quận cảm này là phi bằng L nhân Y. Đấy chưa? Vậy đây là delta phi là delta L, delta Y nhân với L thôi. Đấy, chia delta T. Nào, trừ này giữ nguyên nhá. L thì có rồi, 0,4. Delta T có rồi, là trong 0,2 giây chưa? Nhưng mà em phải nhớ này, độ biến thiên của dòng điện là đến sau trừ trước là 0,4 trừ 1,2. Độ giảm thì mới là trước trừ sau, nhưng độ biến thiên phải là lấy sau trừ cho trước, nghe chưa? Dễ mà, đúng không? Bấm máy nhá. Trừ 0,4 nhân với 0,4 trừ 1,2 chia 0,2, ok, chào Lê Như. Nào, ra được là 1,6 V. Ok các bạn, 23 chọn B nhá. Chọn B. Tiếp. Câu 24. Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để làm gì? Người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để tăng cái hệ số tự cảm của ống dây, tức là tăng độ tự cảm của ống dây. Vì khi đưa lõi sắt vào, độ từ thẩm tăng lên, nghe chưa? Là anh em còn nhớ cái công tính L không? Lâu lâu thầy bị quên công tính L nhá. Bạn đọc có thầy chính xác công thức tính L nè. Thầy bị quên đấy. 4pi này. 4pi bình nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với N bình nhân với V đúng không? Thầy bị quên công thức này. Thầy quên, thầy đọc lại vì trong đầu thầy nó là một mã công thức rất là nhiều. Thầy dạy lý từ lớp 6 lớp 12 thầy bị quên đấy, thầy xem lại nhá. Thấy chưa? Nào, bây giờ chúng ta nhiều khi bị quên thì xem lại thử xem đúng không nhỉ? Nhớ được đúng thì đẳng cấp quá. Thầy nghĩ là thầy nhớ nhầm thôi. L này. L mình chia L nhân S. Rồi, nó công thức mà người ta hay dùng là 4pi
À 4 pi không, 4 pi bình. Rồi, 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân với n bình chia l nhân s. Rồi, chính là cái này này. Chính là cái này này. Nhưng mà thầy bị thừa cái pi bình. V là thể tích ống dây thôi. Vì nhân cả tử mẫu với L, à nhân cả tử mẫu L, đây đây là L bình nhân với L chưa? Thì tiết diện chiều dài, tiết diện chiều là ra thể tích. Thầy nhớ gần đúng. Đây nó là 4 pi, không có 4 pi bình, được chưa? Bỏ pi bình. Bỏ cái chữ pi bình. Rồi, hai con số này tương đương nhau nhé, hai con số này giống nhau nhé, được chưa? Rồi, ok. Thừa chữ pi bình, quên đấy, quên đấy. Quên. Rồi, công thức này là công thức. Đây thì đánh giá là một trong công thức khó nhất của lớp 11, rất là khó nhớ. Vì em còn lấy công thức là tính cảm ứng từ trong lòng ống dây không? 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân với gì các bạn nhỉ? N nhân y đúng không ạ? Nó hay bị nhầm giống nhau. Được chưa? Nha. Rồi. Tiếp câu 25. Công thức trên và dưới giống nhau các bạn nhé. 25 là ánh sáng một tí này. Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước đi vào môi trường chật chội hơn thì góc khúc xạ phải nhỏ hơn góc tới. Góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới, đúng luôn. 25 là A chuẩn luôn chưa? Đấy. Ừ, đúng rồi. Cái công thức này rất là khó nhớ, rất cồng kềnh. Đến bản thân thầy nhiều khi thầy phải quên mà, thầy phải xem lại mà. Tiếp. Câu 25, chiết xuất của thủy tinh đối với gì nhỉ? Đối với nước. À đâu? Câu 26 chứ. Chiết xuất của thủy tinh với nước. Nào, thủy tinh có chiết xuất N2. Đấy, nước N1 chưa? Thì chiết xuất của tỷ đối này, N21 đúng không ạ? Của thủy tinh với nước là N2 chia cho N1 thôi nha. 26 chọn B. Đấy chưa? Chọn B. Tiếp câu 27 nào. Một tia sáng góc tới là Y, góc khúc xạ là R. Đấy chưa? Thì công thức nào sau đây là đúng nào? Sin Y chia cho sin R. Thì môi trường không khí chiết xuất bằng 1 ở dưới mẫu. Môi trường chiết xuất N trên tử chưa? Vậy tức là gì các bạn nhỉ? Sin Y chính bằng N nhân sin R. Sin Y này tích chéo chưa? Là N nhân sin R. 27 ta chọn đáp án A là chính xác. Rồi, câu 28 mới là câu kinh khủng này. Câu 28 mới là câu khó nhớ này. Nào, 28 là câu khó nhớ nhá. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9 độ thì góc khúc xạ là 8 độ. Ok, em nhìn này. Vậy tức là sin Y chia cho sin R. Đấy chưa? Sin Y là ở môi trường A chưa? Thì NA ở bên dưới, R ở môi trường B chưa? Rồi. Đúng rồi. Là NB chưa? Góc tới 9 này, góc khúc xạ 8 chưa? Chính là sin 9 chia sin 8. Vì góc khúc xạ chỉ có 8 độ thôi. Để im đây nhá, để im đây này. Đấy, vậy người ta hỏi là tốc độ ánh sáng của môi trường B là cái này rồi. VB em phải biết là công thức tính tốc độ nhá. VB chính bằng C chia cho NB. Tương tự VA bằng C chia cho NA. C là tốc độ của ánh sáng trong chân không. Ok không? Từ hai này em suy được này. Là VA trên VB là phải lấy dưới chia trên không nhá, chính là NB chia cho NA. Đấy, mà NB chia NA các bạn có ở đây chưa? Chính là bằng sin 9 trên sin 8. Sin 9 độ trên sin 8 độ. Nhớ để máy về chế độ DEG để bấm nhá. Còn VB đầu bài cho rồi đúng không ạ? Bấm thôi. Nào, sin 9 chia sin 8 nhân với lại 2. Ok không? Rồi, ra được VA của chúng ta này 2,248 nhân với 10 mũ 5. Ok không? 10 mũ 5. Nhưng đơn vị là km trên giây. Xong. 2,248 tức là 2,25. Đấy. Rồi. Chọn C. Câu 28 là C. Tiếp. Câu này khó đấy. Khó đấy. Nó lòng hoàng đấy. Câu 29. Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng ánh sáng bị gì nhỉ? Bật hết ngược trở lại. Nghe chưa? Đấy. Ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường. Tất nhiên nó phải có điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần để có phản xạ toàn phần là nó phải chiếu từ môi trường chiết quang hơn, nghe chưa? Môi trường chiết quang hơn nha, sang môi trường chiết quang kém, nghe chưa? Thì mới có phản xạ toàn phần. Nhưng đây là điều kiện cần thôi. Và điều kiện đủ là góc tới là phải lớn hơn góc giới hạn nha. Bên 29 ta chọn A. Đấy chưa nhỉ? Tiếp câu 30. Thầy ơi, em chào thầy, em hâm mộ thầy lắm, cho em xin chữ ký được không? Rồi, để lúc khác nha, thầy đang dạy học nha. Câu 30. Trong y khoa có sử dụng thuật ngữ nội soi. Vậy người ta sử dụng hiện tượng nào sau đây để
chế tạo dụng cụ nội soi. Đấy chính là hiện tượng phản xạ toàn phần. Em phải hiểu cái ống nội soi ấy, nó ống rất là cong thì nó mới luồn lách vào trong dạ dày mình được, nghe chưa? Thì ví dụ đây là một hình ảnh này, ví dụ đây là một khối u đi, nghe chưa? Đấy, thì khối u nó sẽ cho hình ảnh quay ngược trở lại để ta nhìn, chưa? Vì chúng ta muốn nhìn được một vật thì phải có ánh sáng từ vật chuyển đến mắt ta. Vậy tức là mình sẽ dọi cái đèn vào cái khối u này sẽ cho hình ảnh quay ngược trở lại, đúng không ạ? Thì khi đi trước ống vòng vèo này, ánh sáng của chúng ta nó chỉ chuyển ra đường thẳng thôi, trong môi trường trong suốt và đồng tính nó đi theo đường thẳng thôi. Vậy thì khối u này cho ánh sáng ngược lại theo đường thẳng, chưa? Thì nó đập vào đây thì chết luôn, đúng không ạ? Thì chứng tỏ rằng là có một cái lớp ở bên ngoài này, cái ống nội soi ấy có một cái lớp ở bên ngoài này, người ta phủ ở bên ngoài một cái lớp. Đấy, lớp này là một cái lớp gì nhỉ? Có chiết xuất nhỏ hơn cái lớp bên trong, nghe chưa? Thì đây ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém không? Thì với một góc phù hợp, với một chiết xuất phù hợp, nghe chưa? Thì làm sao các bạn nhỉ? Ánh sáng bật ngược trở lại, cứ thế đập rích rắc để nó lấy ánh sáng, nó lấy hình ảnh ra ngoài, nghe chưa? Đây chính là gì các bạn nhỉ? Ở vẽ hình nó hơi nhạy cảm thì các bạn nhỉ? Xóa nhá. Hình này nhạy cảm quá, nghe chưa? Xóa nhá. Ok, thầy cũng không muốn vẽ hình này đâu, nhưng mà nó nhạy cảm quá rồi, xóa nhá. Đấy, đó lại là cái nội soi của chúng ta ấy, nó chính là gì các bạn nhỉ? Hiện tượng phản xạ toàn phần, thế thôi. Rồi, câu 31 nào. 31. Câu 31 nào. Đáp án câu 31 là gì? Các bạn comment nào. Một tia sáng đi từ nước ra không khí. Biết chiết xuất của nước 4/3, không khí là 1, góc giới hạn phản xạ toàn phần của gì nhỉ? Khi đó thì biết luôn nhé, sin y giới hạn, sin thì luôn luôn nhỏ hơn 1, thì sẽ lấy là chiết xuất của thằng bé chia chiết xuất thằng lớn, chưa? Thằng lớn chưa? Sin y luôn nhỏ hơn 1 các bạn nhá, nên sẽ là chiết xuất của lớn của bé chia lớn. Đây sẽ là 3/4, đúng không ạ? Bấm ra được y giới hạn thôi nha. Sip sin arc sin nha, 3/4. Rồi các bạn đổi ra đây là độ phút, đúng không? Chính xác, 48 độ 35 phút 25.36 giây. 48 độ 35 phút, chọn ăn B, được chưa? 31 chọn B. Tiếp 32 nào. 32. Một tia sáng từ môi trường chiết xuất lớn sang môi trường chiết xuất nhỏ, góc giới hạn phản xạ toàn phần, đấy là alpha 0, độ lệch lớn nhất giữa tia tới và tia khúc xạ. Đây, em hình dung nhá. Tia tới của chúng ta đây chưa? Đấy, bình thường tia khúc xạ của chúng ta là phải nở ra này, đúng không ạ? Đây là từ môi trường lớn sang môi trường nhỏ mà, sang môi trường thoải mái hơn, tia sáng của chúng ta nó phải mở rộng ra hơn, tức là nó phải xa pháp tuyến hơn các bạn nhá. Em hình dung nhá, nó phải xa pháp tuyến hơn. Xong chưa? Vậy em hình dung tiếp này, góc lệch của chúng ta bây giờ, em có tạm hiểu là góc này đi. Tạm hiểu góc này đi. Đúng không nhỉ? Góc lệch của chúng ta thực ra nếu mà xét về mặt vector nhé, xét về mặt chuẩn vector thì góc lệch là phải đây này, phải góc này này. Đấy chưa? Xét về mặt chuẩn vector ấy thì góc hợp giữa hai vector phải là góc này. Đấy chưa? Vì đây tia sáng nó có phương chiều đồng hoàng, góc này chưa? Vậy muốn góc này là góc lớn nhất, đúng không ạ? Thì góc tới của chúng ta nó phải đi đến giới hạn của nó, đó chính là giới hạn là gì nhỉ? Góc giới hạn luôn. Nó đi đến góc giới hạn luôn nhé, thầy lấy màu đỏ nhé. Đấy, lúc này nếu như là góc giới hạn luôn, ok không? Thì khúc xạ nằm ngang luôn, nghe chưa? Lúc này góc khúc xạ nằm ngang luôn, đến góc giới hạn luôn là alpha 0. Khi mà góc tới bằng góc giới hạn thì tia khúc xạ có góc khúc xạ là 90 độ luôn, nằm ngang luôn nhá. Và chỉ cần nhích một tí nữa thôi là quay về ban đầu luôn. À, quay ngược trở lại hoặc toàn phần luôn, nghe chưa? Thì góc của chúng ta cần tìm ấy là góc hợp giữa tia tới và tia khúc xạ không? Là góc này này nhá. Thì biết luôn là hai góc đối đỉnh bằng nhau, đây mà là alpha 0, đây cũng là alpha 0 luôn, chưa? Đấy, vậy thằng cu này sẽ là 90 độ trừ alpha 0 nha, chuẩn chưa? Đáp án B. 90 độ của chúng ta chính là pi trên 2 nha. Rồi, câu 33 nào. Cái này cũng khó đấy, cái này phải vẽ hình ra đấy, phải nhìn đấy nha. 33 nào. Bởi vì em hiểu là muốn đạt cái độ lớn nhất, độ lớn lớn nhất, độ lệch lớn nhất thì góc y nó phải đi đến giới hạn của nó thì mới xảy ra chuyện lớn nhất hay nhỏ nhất được, đúng không ạ? Mà góc y đạt đến giới hạn là góc giới hạn luôn, alpha 0 luôn. Lúc này góc khúc xạ là 90 độ. Khi góc tới là đạt đến giới hạn thì góc khúc xạ đạt đến 90 độ luôn, nằm ngang luôn, được chưa? Tiếp 33 nào. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1 D2. Các em hiểu bài toán này chưa? Góc alpha đối đỉnh bằng nhau này,
Đây là 90 chữ alpha không, hiểu không? Đây là 90 độ vuông mà. Rồi, 33. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 đặt song song không khí cách nhau 14 cm, có hai dòng điện cùng chiều 2,4 A chạy qua. Đây, thầy cho hai dòng điện cùng đi ra đi, dòng I1 này, được chưa? Dòng I2 cùng đi ra. Rồi, cách nhau 14 cm, 14 nhá. Rồi, cảm ứng từ tại điểm P cách D1 một đoạn là 8 và D2 là 6. Ồ, vậy thì chứng tỏ nó nằm giữa các bạn ạ. Vì 8 cộng 6 là 14, đúng không ạ? Đây nó rất may mắn nó cho rằng nằm giữa luôn nhá. Nó mà gặp bất kỳ là khó hơn nhiều đấy. I2 đâm ra này, I1 đâm ra này, được chưa? Thì cách thằng D2 gần hơn đúng không ạ? Thằng P đây, đây là 8 này, đây là 6, tổng là 14. Rất may mắn là như vậy. Vậy các bạn áp dụng quy tắc bàn tay phải này, quy tắc nắm bàn tay phải để xác định từng cái một, từng cái B1 nhá. I1 đâm ra thì khi qua P nó vẩy lên chưa? Thì thằng B1 đâm lên này, B1 đâm lên. Đấy, I1 đâm ra chưa? B1 vẩy lên. I2 đâm ra nhưng chiều ngược lại chưa? Thì B2 nó vẩy xuống, nghe chưa? Nên phải xác định chính xác được nó là những cái gì. Đấy, do gần hơn nên cảm ứng từ lớn hơn chưa? Nên khi các bạn trình bày tự luận, em phải vẽ cái B2 nó dài hơn nhá. Nào, mình có B1 là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với I1 là 2,4 chia R1 chưa? 0,08. B2 của chúng ta này nhá, 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với 2,4 chia cho 0,06. Xong chưa? Rồi, tính từng cái một nhá. Nào, 2 nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với 2,4 chia 0,08. Rồi, đẹp quá, 6 luôn. 6 nhân với 10 mũ trừ 6 Tesla. Tiếp, thằng kia mẫu là 0,06 chưa? Cũng đẹp luôn. 8 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla. Đấy, một thằng là 6, một thằng là 8. Nhưng em phải hiểu luôn là hai thằng cu ấy nó ngược chiều với nhau, nên thực chất B tổng hợp chỉ là hiệu của hai thằng thôi. B12 chỉ là hiệu của hai thằng thôi. B12 chính là trị tuyệt đối của B1 trừ B2 chưa nhá, là 2 nhân đến 10 mũ trừ 6 Tesla, tức là 0,2 nhân đến 10 mũ trừ 5 Tesla. 0,2 nhân mũ trừ 5 chưa? Rồi nhá, chọn C. 33 chọn C, chính xác. Tiếp, ta sang 34 nè. Hạt electron vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc bởi hiệu điện thế 400V. Tiếp đó, được dẫn vào từ trường đều có B và V vuông góc với nhau. Chuyển động của electron có đường có bán kính. Sau này nó hay lừa lắm nhỉ? Bán hay đường ấy? Bán kính hay đường kính? 7 cm, cảm ứng từ có độ lớn là bao nhiêu? Nãy phải hiểu này, công thức tính bán kính, đây là bài khó nhá, là MV chia cho QB. Đấy chưa? Bản chất em phải biết được là V là bao nhiêu, Q là bao nhiêu. Đấy, R thì người ta cho rồi thì mới tính được B không? R là 0,07 chưa? Điện tích khối lượng của electron trong máy tính nó có mà, trong cái lắp máy tính của các em ấy, đằng sau cái lắp máy tính là có nhá. Đấy chưa? 9,1 nhân với 10 mũ trừ 31 kg. Điện tích của electron đóng độ lớn vào, thấy chưa? Là 1,6 nhân đến 10 mũ trừ 19 nha. Thì thực tế của chúng ta còn thiếu cái V thôi, thấy chưa? Là cái gì các bạn nhỉ? Tốc độ của electron. Thì em phải hiểu luôn này, Q nhân với U, thấy chưa? Đây hình dung nhá. Công của lực điện bằng độ biến thiên động năng sau trừ động năng trước. Đấy, bởi vì nó được gia tốc bởi một hiệu điện thế thì công của lực điện bằng độ biến thiên động năng. Công của lực điện này là Q nhân U, nghe chưa? Động năng, độ biến thiên động năng sau trừ động năng trước là MV bình chia cho 2. Vận tốc ban đầu bằng 0, coi như là động năng trước bằng 0, đây trừ cho 0 thôi, nghe chưa? Nên suy được V của thầy chính là căn bậc 2 của 2QU nhá, 2QU. Đấy, chia cho M, đó là V chưa? V là căn bậc 2 của 2QU chia M, bấm máy là V thôi nhá. Nào, căn bậc 2 này, 2Q là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, U là bằng 400, chia M là 9,1 nhân trừ 10 mũ 31 chưa? Rồi, bấm ra được, ế ôi nó lớn, 1,1,8,5,9,9,8,9, rất dài. Tóm lại là các em cũng chẳng cần phải nhớ đâu, máy tính nó lưu hộ mình, mét trên giây chưa? Lắp vào đây là ra B này, từ đó suy được cảm ứng từ B nha. Nào, 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 nhân với answer chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19
nhân với 0,07. Rồi, ra B được này là 9,6 nhân 10 mũ trừ 4 Tesla. 9,6 nhân 10 mũ trừ 4 Tesla, chọn B. 34 chọn B. Đấy, cái quan trọng là cái công hai công thức mà các em cần phải nhớ. Đấy chính là công thức tính bán kính. Bán kính là R bằng MV trên QB, mẹ về quất bố, đúng không ạ? Còn công thức tính gì các bạn nhỉ? Công của lực điện bằng độ biến thiên động năng. Đấy, công của lực điện là Q nhân U, QU, AQU, đúng không ạ? Tóm lại là học cái lớp 11 này này, thực sự các bạn phải nhớ rất nhiều công thức. Nếu như các bạn không nhớ công thức ấy, các bạn gần như không làm được bài tập. Khó lắm, đấy chưa? Khó lắm, mà thực ra học cái gì thì phải nhớ, đúng không? Nào, tiếp 35. Một khung dây dẫn hình chữ nhật gồm 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 20 cm², đặt trong từ trường đều vector cảm ứng từ B hợp với pháp tuyến một góc là 60 độ, điện trở khung dây là 0,2 ohm, cảm ứng từ giảm từ 0,04 tesla xuống 0 trong khoảng thời gian 0,01 giây. Rồi, độ lớn cảm dòng điện cảm ứng trong khung dây, đầu tiên em mình có thể e cảm ứng đã, đấy chưa, e cảm ứng đã này, đấy bằng delta phi chia delta t. Rồi, delta phi là delta b thôi, nhân với s nhân với cos alpha. Độ biến thiên của từ thông là do độ biến thiên của cảm ứng từ này gây ra này, delta t đầu bài cho rồi, bấm vào nhá. Đây thực ra là có dấu trừ là chuẩn nhất, thấy chưa? Sau trừ trước, độ biến thiên của b là sau trừ trước này, sau là 0, trước là 0,04 chưa? Trừ này, giữ nguyên này, 0 trừ 0,04. SC có rồi nhá. 20 cm² là 20 nhân 10 mũ trừ 4. Nhưng góc hợp chưa? Góc 60, cos 60 độ là 1/2. Nhưng đừng quên có 10 vòng dây nhân đến 10 nữa. Đừng quên cái này nhá, đây nó phải thêm chữ n nữa, NBS cos alpha. Đấy chưa? Thời gian là 0,01 giây. Chỉ việc bấm máy và thay số nha. 0,04 nhân 20 nhân đến 10 mũ trừ 4 nhân với cos 60 nhân với 10 chia cho 0,01. Nhớ con số 10 đừng quên nha. Rồi, ra được cảm ứng từ e tự cảm là 0,04 V, nghe chưa? E cảm ứng là 0,04 V, e cảm ứng là y cảm ứng nhân với r thôi, nghe chưa? Rồi, từ đây suy ra y cảm ứng nha. Nào, 0,04 chia cho 0,2 ra 2 ampere. Ủa, sao thầy bấm nhầm à? Thì bấm nhầm mất rồi, ra 0,2 chứ đúng không ạ? 0,04 chia cho 0,2 thì bấm nhầm một số 0, đúng rồi, ra 0,2 ampere. 0,2 ampere, 35 ta chọn là bán A. Rồi, đến 36 là một câu khoai phết này. 36 khó phết nhá. Một người thợ săn nhìn con cá dưới nước theo phương thẳng đứng. Cá cách mặt nước 40 cm và mắt người cách mặt nước 60 cm. Biết chiết xuất của nước là 4/3, mắt người sẽ nhìn thấy con cá cách mình một khoảng bao nhiêu. Thực chất là cá cách mặt nước 40, mặt nước cách mắt người 60, nên bản chất thực tế là mắt và cá cách nhau 100. Nhưng cái khi mà chúng ta nhìn ấy, cảm giác bao giờ ông nhỏ 100, vì ảnh của con cá sẽ được nâng lên cao hơn, nghe chưa? Ảnh của cá được nâng lên cao hơn, đây là hiện tượng tạo ảnh các bạn nha. Ảnh của cá được nâng lên cao hơn đấy. Và mắt người nhìn con cá gần như là theo phương thẳng đứng, nghe chưa? Con cá thì ở dưới nước các bạn nhá, mắt người ở trên bờ, đây là mắt người này, ở trên bờ này, và nhìn gần như thẳng đứng luôn, tức là nhìn với góc rất nhỏ, nghe chưa? Đây là một phần đọc thêm trong sách giáo khoa. Nào, em sẽ phải vẽ ảnh con cá đó nha. Đấy, thấy cho con cá ở đây này, con cá ở đây nha, một điểm thôi, con cá có như một điểm thôi. Đấy, mắt người cách mặt nước là 60 các bạn nha. Đây là 40 này, đấy chưa? Đấy, mắt người là khoảng 60, xong chưa? Thực chất là cách 100, nhưng nhìn thấy bao giờ cũng được bị nâng lên rất nhiều, bị nâng lên. Vì ví dụ em chân em có dài 1 mét thì xuống dưới bể bơi chỉ tầm 80 thôi, vì nó bị ngắn chân lại, nghe chưa? Nó bị nâng ảnh lên như mà. Rồi tiếp nào, vẽ tiếp. Đây là một góc rất nhỏ, các bạn vẽ góc rất nhỏ thầy. Thì ta vẽ to một tí cũng được cho nó dễ nhìn, chứ vẽ nhỏ quá thì cũng không nên. Đấy chưa? Đây, tia sáng đi ra ngoài không khí nó phải loe rộng ra hơn. Vì từ nước là một môi trường chật chội ra một môi trường thoải mái hơn thì sẽ loe rộng ra hơn. Nhưng bản chất là góc rất nhỏ các bạn nhé, vì coi như là nhìn thẳng đứng rồi. Đấy chưa? Các bạn kéo dài ra. Khi mà bị cắt bởi hai đường kéo dài
thì ảnh của chúng ta chính là ảnh ảo, nghe chưa? Đây, đây là O đi, đây là I đi, con cá là A nhé, ảnh của nó là A phẩy, nghe chưa? OA thì bằng 40, đấy, bản chất OA là bằng 40 này, đấy chưa? Đây là B đi, nhá. Còn là OB là bằng 60 đầu bài cho. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm BA phẩy, nhiệm vụ là tìm BA phẩy. Vì bản chất người sẽ nhìn thấy con cá ở điểm A phẩy, nghe chưa? Bản chất là người chúng ta sẽ nhìn thấy con cá ở điểm A phẩy cơ, chứ không nhìn thấy ở điểm A đâu. Đấy nên là khi mà nhìn phải chú ý, nghe chưa? Đấy nó nâng lên, nghe, ảnh nó được nâng lên, nghe chưa? Và ví dụ các bạn muốn mà bắn trúng con cá thì bắn trúng sâu hơn. Thì thực chất con cá ở sâu hơn cái ảnh mà mình nhìn thấy nha. Rồi, đến đây các bạn có thể làm một chút như sau. Mình sẽ kẻ cái phương pháp tuyến vào này. Vì Y là điểm tới chưa? Y là điểm tới này. Góc tới là siêu nhỏ các bạn nhé. Góc tới Y siêu nhỏ. Đấy, góc khúc xạ R đây. Thực tế là trong phần đọc thêm ấy, nó có công thức tính nhanh đấy nha. Nhưng thôi thì chứng minh lại cho các bạn, nghe chưa? Là mình có này, sin Y chia sin R. Đấy, chính là 1 chia 4 phần 3. Vì chiếu từ môi trường nước chiếu lên mà, nghe chưa? Đây là bằng 3 phần 4. Ok các bạn. Và do góc quá nhỏ thì sin Y nó chính là tan Y. Đấy. Và sin R là tan R. Góc rất nhỏ thì sin và tan bằng nhau. Đấy chưa? Nó có đặc biệt là như vậy. Sin và tan bằng nhau. Và đây là góc Y không? Đây cũng là Y luôn. Nhá. Hai góc so le trong. Đây thầy sẽ nhân chéo một chút cho các bạn dễ nhìn này. Thôi thầy chả cần nhân đâu. Nhá. Tan Y này. So le trong không? Tan là đối trên kề không? Đối trên kề này là OI trên OA. R là góc này không? Đối đỉnh với nó là góc này. Đối đỉnh chưa? Là góc này này. Đó, so le trong nó là góc này chưa? Đấy, đây là góc R này. Góc OAI cũng là góc R nha. Đối đỉnh đấy các bạn nha. Đấy chưa? Khó nhìn phết đấy. Hoặc ở đây, đây là góc đồng vị đúng không ạ? Đây, R là góc R này. Hai góc đồng vị không? Hai góc đồng vị. Đây là phương pháp tuyến là song song nha, đồng vị đúng không ạ? OA phẩy Y chính là góc R đồng vị các bạn nhé. Vậy thì tan R là đối trên kề chưa? Chính là OI trên cho OA phẩy. Đấy, đây chính là OA phẩy trên OA. Xong chưa? Công thức tính nhanh này được dùng luôn vì sách giáo khoa có chứng minh nha. Thầy chứng minh lại là các bạn, nhiều khi các bạn không biết cái phần này thôi. Rồi, OA bằng 60. À đâu, OA bằng 40. Nên suy ra OA phẩy này bằng 30. Đấy chưa? OA phải bằng 30 thì suy được là BA phẩy của chúng ta bằng 90. Mắt coi như nó nhìn thẳng đứng các bạn nhé. Thầy đang cố tình vẽ lệch một tí thôi, nhưng thực tế là mắt nhìn thẳng đứng luôn đấy các bạn nhé. BA phẩy là 90 chưa? Mắt nhìn thấy cá cách 90, còn thực chất là cách 100. Đấy chưa? Thực chất của chúng ta là nó cách 100. Rồi, khó không? Dễ, đúng không? Dễ thôi nha. Nào, câu 37 nào. 37. Câu này nó hơi câu này hỏi hơi sai. Câu này thầy vừa mới nhìn chiều nay. Câu này phải hỏi là dòng điện ở trong mạch, chứ không được hỏi là dòng điện cảm ứng. Dòng điện trong mạch, nghe chưa? Thực tế câu này phải hỏi là dòng điện hỗn hợp trong mạch, chứ còn nếu như hỏi dòng điện cảm ứng thì nó không hay, nghe chưa? Nó phải hỏi chính xác là dòng hỗn hợp trong mạch, tức là dòng kết hợp giữa gì nhỉ? Dòng cảm ứng và cái dòng do cái nguồn điện gây ra, thấy chưa? Đã bạn nào làm đến câu này chưa? Đây là một trong những câu mà cũng tương đối khó nhá. Khó phết đấy, không phải dễ đâu, thấy chưa? Bạn nào mà không gọi là không kỹ ấy là cũng tạch câu này đấy. Đọc kỹ nhá. Một dây đồng có điện trở 3 ôm uốn thành hình vuông, cạnh là 40 cm. Hai đầu dây đồng được nối với hai cực của nguồn điện suy động 6V, điện trở trong không đáng kể. Mạch điện được đặt trong từ trường đều có B cùng hướng phát tuyến N của mặt phẳng hình vuông như hình bên. Cảm ứng từ tăng theo thời gian với quy luật là 15B. Ok không ạ? 15T chứ. Độ lớn của dòng điện trong mạch, em phải hình dung luôn nhá. Nó có hai nguồn điện ở trong mạch đấy các bạn ạ. Khi B mà tăng lên, đúng không ạ? Thì từ thông qua khung dây tăng lên. Từ thông qua khung dây tăng lên, tức là có độ biến thiên của từ thông. Thì khi có độ biến thiên của từ thông thì đột nhiên thì sẽ có cái gì các bạn nhỉ? Đột nhiên sẽ có xuất điện động cảm ứng, nghe chưa? Đấy, hay nói khác nó có dòng điện cảm ứng. Vậy thì giả sử này, E là máy phát điện nha. E là máy phát điện. Dòng điện đi từ đây,
Nhưng đây chưa phải dòng điện đâu các bạn nhé. Bạn nào mà lấy luôn I này bằng E chia R đấy là sai luôn, nghe chưa? Lấy 3 chia 6 0,5, thậm chí còn lấy 6 chia 3, đấy chưa? Là 2A là sai ngay. Vì nó có hai dòng điện cơ, nó còn một dòng điện nữa cơ. Nha, nó còn một dòng điện nữa cơ. Nào, B này của chúng ta đang tăng lên chưa? B đang tăng lên nên sẽ tự nhiên sinh ra một cái B. Đấy, nó phải chống lại sự tăng, đó là B cảm ứng, nghe chưa? Để chống lại sự tăng, không cho mày tăng nữa. Đấy, đó chính là dòng điện cảm ứng sinh ra nha. Đấy, có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Do mày tăng nên tao phải ngược chiều mày để chống lại mày. Mày đâm vào chưa? Vậy tao đâm ra để chống lại mày. Em áp dụng quy tắc bàn tay phải. Nếu như B cảm ứng đâm ra thì Y cảm ứng có chiều như nào, đúng không các bạn? Chiều ngược kim đồng hồ. Nên sẽ có một cái Y cảm ứng mới là ngược chiều kim đồng hồ. Vậy đây là Y do máy phát gây ra, có chiều xuôi kim đồng hồ. Y cảm ứng là ngược chiều kim đồng hồ, không? Nên hai cái Y để ngược chiều với nhau nhá. Hai y để ngược chiều với nhau nên tí nữa là tính là phải trừ cho nhau. Đó, đó mới là vấn đề, nghe chưa? Ok. Rồi. Hai này ngược chiều nhau các bạn nhé. Hai này ngược chiều nhau. Được chưa? Vậy thì chứng tỏ là cái E cảm ứng đóng vai trò như một máy thu, nghe chưa? Đấy, cái E cảm ứng của chúng ta đóng vai trò như một máy thu vì nó do dòng điện ngược chiều nhau mà. Có như có một nguồn điện mới ngược chiều lại, nghe chưa? Đóng vai trò như một máy thu nhá. Vậy thì E cảm ứng của chúng ta đấy, lấy độ lớn thôi nhá, bằng delta phi chia cho delta t. Delta phi chính là delta b đó, nhân với sc chia delta t. Độ biến thiên đấy các bạn nhá, độ biến thiên, và độ biến thiên của nó chính là 15t luôn. Nghe chưa? Nó tăng theo quy luật thời gian với hàm 15t chưa? Nên biến thiên 15t theo thời gian. Còn tiếp, hình vuông của chúng ta là 0,4 bình phương, góc là 1, cốt là 1 đấy, nghe chưa? Đây chia t chưa? Đấy, t này là bớt, hai cái t này giống nhau các bạn nhé. Đấy, bớt luôn. Vậy E cảm ứng của chúng ta này là 15 nhân với 0,4 bình phương rồi là bằng 2,4 V. Nên lúc này dòng điện thực sự ở trong mạch, nghe chưa? Dòng hỗn hợp ở trong mạch các bạn nhé, chính là nguồn mà nguồn phát chia cho nguồn thu là E cảm ứng chưa? Vì hai dòng điện ngược chiều nên sẽ có một cái phát và một cái thu nhá, chia cho R, thế là xong. Đó, ok các bạn, là 6 trừ cho 2,4 chia R bằng 3 chưa? 6 trừ 2,4 chia R bằng 3. Rồi, nó ra 1,2 ampere. Đấy, còn nếu câu này mà người ta chỉ hỏi dòng cảm ứng không? Thì E cảm ứng là bằng Y cảm ứng nhân với R. Lúc này nếu như Y cảm ứng nếu tính ra nhé, nếu tính riêng Y cảm ứng nhé, đấy chưa? Y cảm ứng nếu tính riêng này chính là 2,4 chia cho 3 chưa? Là 0,8 ampere. Mình chọn đáp án C. Nhưng thôi thầy sửa đề một chút, thầy không yêu cầu tính dòng cảm ứng, vì tính dòng cảm ứng nó chẳng có cái gì hay cả, nghe chưa? Đấy, em phải biết được đây là dòng cảm ứng nó ngược chiều lại cơ. Đấy, nếu mà tính dòng cảm ứng không thôi ấy, nó là 0,8, nhưng tính vậy không hay. Tính dòng hỗn hợp cơ, hai này ngược chiều nhau. Thực chất nó chính là lấy 2 này là cái dòng mà em bị tưởng nhầm ban đầu ấy, là 6 chia 3 này, lấy 2 trừ 0,8 là ra 1,2, hai ngược chiều nhau mà. Rồi, sắp xong rồi. 38 nào. Dùng một sợi dây đồng quấn hai ống dây. Chiều dài của hai ống dây như nhau, nhưng đường kính của ống 1 gấp đôi đường kính ống 2. Đường kính mà gấp đôi thì tất nhiên là bán kính cũng gấp đôi. Đừng hiểu nhầm cái này các bạn nhé. Đường kính gấp đôi là do bán kính gấp đôi thôi. Xong chưa? Rồi. Đường kính gấp đôi, bán kính gấp đôi. Ok. Nối vào hai ống dây đó hiệu để bằng nhau. Năng lượng từ trường trong mỗi ống là V1, V2. Rồi. Lịch live stream 2K6 à? Tối thứ tư tuần này thì đang live stream đây. Tuần này có thêm tối thứ sáu nữa nhé. Thế giờ tuần này tối thứ sáu là buổi đầu tiên đấy nhé. Năng lượng từ trường là L nhân với Y bình chia đôi, L Y bình chia đôi, L1, L2. Nào, bây giờ đến tính L này. L anh em còn nhớ cái gì không nhỉ? L anh em còn nhớ gì không? Bây giờ L nó bắt đầu này. Cái Y bài này khó phết các bạn ơi, bài này khó cực kỳ luôn. L này, mình vừa học xong, L bằng 4pi nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với N bình chia L nhân S. Rồi, kinh. Chiều dài như nhau. Nào, bây giờ chỉ khác nhau ở số vòng dây thôi. Số vòng dây. Từ từ. Thầy chúng ta kiểu thể tích đi nhỉ. Mật độ vòng dây N bình phương.
Khó phết các bạn nhé. Mình chưa biết được là số vòng dây quấn như thế nào. Dùng một sợi dây đồng quấn hai ống dây. Đây, bắt đầu phải tư duy cực kỳ khó này. Vậy ở đây sẽ là N1 bình phương, N2 bình phương. Đấy, S2 chia S1. Đây, ba tỷ số này tỷ số nào cũng khó. Tỷ số S xì rất là dễ. Tỷ số vòng dây khó hơn. Tỷ số Y khó hơn. Được chưa? Nào, thầy sẽ làm lần lượt. Ui, cái này cực kỳ khó. Mong là có cách làm nào nhanh hơn, nhưng thầy đang chưa nghĩ ra cách làm nào nhanh hơn. Bản thân thầy chưa nghĩ ra cách làm nào nhanh hơn. Thầy chưa nghĩ ra được. Thầy cũng chưa nghĩ ra. Hay đi có tử thông nhỉ? Khả năng cao thì nếu mà lấy L nhân Y ra tử thông. Tính thông qua tử thông có dễ hơn không? Tính thông qua tử thông có dễ hơn không nhỉ? Thôi, thôi, bây giờ ngồi cái cách nhanh ấy mà nó mất nhiều thời gian ấy, làm cách chậm còn hơn. SC2 chia SC1 này. Diện tích đúng không ạ? Đấy, PR bình nhá. Đây chính là R2 bình chia cho R1 bình. R2 chia R1 chưa? Là 1 phần 4. Đây bình phương 1 phần 4 chưa? 1 tỷ số nhá. Tỷ số này là 1 phần 4 rồi. Còn 2 tỷ số nữa cơ. Số vòng dây như thế nào các bạn nhỉ? Cùng một sợi dây đồng quấn hai ống dây, quan trọng là số vòng dây. Tiết diện nó gấp 4 lần, đúng không ạ? Bản chất của chúng ta có được là SC1 gấp 4 lần SC2, tức là cái tiết diện cái hình tròn này này. Được chưa? Biểu tích hình tròn là PR bình. Tiết diện gấp 4 lần, thầy xem chu vi nhé. Chu vi P1 trên P2, chu vi chỉ là 2PR không? Chính là R1 chia R2. Đấy, thì R1 trên R2 là 2. Chu vi của thằng 1 thì gấp 2 lần chu vi của thằng 2. Khi mà chu vi gấp 2 thì số vòng dây quấn được là bị nhỏ hơn 2 lần. Em có hiểu không? Vì cái ống nó càng to, đúng không ạ? Thì phải mất nhiều dây mới quấn được hết một cái vòng đó. Nên một cái vòng quấn hết này, tức là quấn hết một vòng là mất một đoạn bằng chu vi của nó, đúng không ạ? Nên là chu vi gấp đôi nhưng số vòng dây là một nửa thôi nhá. N1 trên N1 bằng N2 chia đôi. Đấy, vì nó càng to đúng không ạ? Cái chu vi càng to thì nó mất càng nhiều dây để quấn, mà chúng ta chỉ có một một sợi dây thôi. Đấy chưa? Một sợi dây thôi. Nên cái vòng dây quấn được sẽ không nhiều, nghe chưa? Nha, không nhiều. Rồi, vậy có luôn là N1 bình trên N2 bình lại bằng 1/4 tiếp, bình phương mà, 1/4. Ui, cái này khó thế nhỉ? Thầy sợ rồi làm sai chứ. Tiếp đến dòng điện, được chưa? Nào, phải hiểu dòng điện một chút nào. Dòng điện là U trên R, mà chúng ta là cùng một hiệu điện thế như nhau thì U như nhau. Bây giờ chỉ còn là cái gì các bạn nhỉ? Chỉ còn là R khác nhau thôi. R khác nhau thôi nha. Chỉ có một R khác nhau thôi. Nào, R của chúng ta là rho nhân với L chia S xì. À, thì ở đây thì cùng một sợi dây, tức là cùng một đoạn dây đồng, đều dùng một sợi dây thì R giống nhau, Y giống nhau các bạn nhé. Bản chất là Y giống nhau, đấy chưa? Vì U như nhau, R như nhau, cái này không liên quan này. Vì chúng ta cùng một sợi dây thì điện trở của sợi dây đó là giống nhau, thấy chưa? Nên Y bằng nhau nhé, Y1 trên Y2, thấy chưa? Là bằng nhau, bằng 1. Rồi, ô vậy đây ra sai à? Ra 1/16 các em. Ồ, câu này khó thế nhỉ? 38. 38 thì ra 1/16. Ồ, hay là đề bài người ta cho đáp án sai nhỉ? SC2 trên SC1. Từ từ thầy bị chiêng ngược. S và L nó vẫn giống nhau mà. Đây vẫn là S1 chứ. Chỉ viết nhầm. Đây vẫn là S1 chứ S2 mà các bạn. Rồi. Nhầm. Vậy thì S1 chứ S2 là bằng 4. Bằng 4. 4 nhân 1/4 là bằng 1 các bạn ạ. À. Ô nhầm, viết ngược. Thì viết ngược các bạn ơi. Thì viết ngược đây. L của chúng ta là thuận với N bình và thuận với S không? N1 bình trên N2 bình nhân S1 chia S2. Ok. Vậy S1 chia S2 bằng 4 chưa? Xong. Rồi, là 1, chọn ăn D đúng luôn, chuẩn luôn, không sai. Thấy chưa? Rồi thì bị ngược, S của nó là S1 chia S2. Đúng 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 đúng. Còn cái chỗ này em phải hiểu là dòng điện như nhau nhé. Vì ta dùng một sợi dây nên điện trở của sợi dây đó là không đổi. Nghe chưa? Nên là R giống như vậy. Điện áp cũng giống như vậy, đúng không ạ? Nên Y giống nhau. Ok. Bài rất khó, 38 này là một câu khó, khó thật.
Vì sao đứng ở số 38 là các bạn hiểu rồi. Nào. Một đoạn dây MN khối lượng 5 gam. Đoạn dây này nhẹ thế nhỉ? Được treo bằng hai dây mảnh MC và MD. Đây, đoạn dây MN đây. Đấy chưa? Là dây MC và dây MD. Thôi vẽ cái dây thì vẽ màu khác nhé. Đây, hai cái dây treo vào như này. Đấy chưa? Đấy, đây là cái thanh cứng cố định của mình. Mình có một cái thanh cứng. Thanh cứng. Đấy, ở bên trên một cái trần nhà ấy, kiểu như vậy. Một cái trần nhà. Đấy chưa? Rồi. Ok. Thanh của chúng ta thanh MN ở dưới nhá. Nào. Dây dẫn MN đặt trong từ trường đều B, B nằm ngang vuông góc với MN. B vuông với MN. Thầy cứ tạm thời B đang chưa biết đâm ra hay đâm vào. B nằm ngang. Cảm ứng từ từ trường đều B nằm ngang vuông góc với MN. Ok, tức là có thể B đâm vào, đâm ra các bạn nhé. Đâm vào, đâm ra, chưa biết là đâm vào hay đâm ra. Đấy chưa? Ở 38 khó nhưng hay, khó thật. Thế 38 là 38. 38 trong file đáp án nó vẫn là D nhá. Em ba Bùi Sơn nhầm rồi. 38 phải giải như thầy nhá. 38 là một câu siêu khó đấy. Bùi Sơn em nghĩ đơn giản quá. Đấy chưa? Rồi. B để chứ đâm ra hay đâm vào gọi nhá. B có hai tình huống đâm ra và đâm vào. Lực căng dây tối đa để dây bị đứt là 0,04 N. MN là 20 cm. Cường độ dòng điện qua MN để dây treo bị đứt. Em hình dung nha. Thứ nhất là có trọng lượng hướng xuống này. Trọng lượng hướng xuống này, lực căng dây sẽ hướng lên, có hai dây chưa? Lực căng dây tối đa. Ồ, chắc đây người ta hiểu là một dây ấy nhỉ? Một dây một nhá. Một dây một là 0,04 nên tổng hai dây là 0,08 các bạn nhá. Được chưa? Vậy thì muốn mà dây đứt được thì lực điện phải hướng xuống, đúng không ạ? Muốn dây đứt được, lực từ chứ, đúng không ạ? Lực từ phải hướng xuống, ép từ phải hướng xuống thì ép từ cộng thêm với trọng lực sẽ làm đứt dây. Ok chưa? Nhá. Vậy muốn ép từ hướng xuống không? Đây thầy vậy thì chẳng cần B biết đâm ra đâm vào. Thầy lấy tạm B đâm ra đi. Đấy chưa? B đâm ra như này. Đấy. Dùng lực từ nào? Lực từ dùng tay trái nào? Các đường sức từ đâm vào lòng bàn tay. Đâm chưa? Úp tay trái lại. Và lực từ hướng xuống chưa? Đặt đúng như này luôn. Dòng điện hướng như này. Người ta cũng chẳng bảo xác định dòng điện đâu. Nhưng nếu mà đúng thì dòng điện như này. Nhá. Lúc này ép từ của chúng ta cộng với P bằng 0,08. Đấy chưa? Đây là dòng điện tối đa đấy. Đứt dây này, à tối thiểu đấy, đứt dây đấy, nghe chưa? Rồi, F từ là B, I, L, P là M nhân G, có hai dây, mỗi dây 0,04 nha. Ở đây người ta nên nói rõ là một dây hay 2 dây, đề cũng hơi mập mờ một tí, đúng không ạ? B là 0,3 này, I đang cần tìm này, L của chúng ta chỉ có là 0,2 mét thôi, 0,2 này. M là 5 gram, tức 5 phần 1.000 chưa? G là 10, đây là 0,08. 0,08 này trừ 5 phần 1.000 nhân với 10. Ok, chia cho 0,3 chia cho 0,2 chưa? Y là 0,5 ampere. Đấy, bằng này ampere là đứt, nhiều hơn đứt tiếp, thấy chưa? Rồi, vậy thì cường độ dòng điện để bị đứt. Ơ thế thì có thể khoanh cả A và cả C các bạn nhé. Ồ. Người ta nên hỏi là tối thiểu thì là A. Đấy chưa? Tối thiểu thì là A. Đấy, còn chỉ cần lớn hơn 0,5 là đứt rồi. Nghe chưa? Là đứt rồi nha. Thì nếu mà càng nhiều thì càng tốt, đúng không ạ? Càng nhiều thì càng lớn hơn, nghe chưa? Đây và đây phải thêm cái từ tối thiểu. Tối thiểu. Dòng điện càng lớn thì nó càng dễ đứt. Còn tối đa thì không biết được, nghe chưa? Thế tối thiểu thì chọn A, còn 0,3 cũng được, à 0,6 cũng được. Rồi, câu cuối cùng nào. Câu 40. Một chậu lập phương chứa đầy chất lỏng, mắt quan sát, viên nhìn theo phương BD. Đấy, nhưng lại thấy được, ông ấy nhìn thẳng như này, nhưng lại thấy được cái viên sỏi ở cái điểm M này. Ok không ạ? Vì tia sáng có sự khúc xạ. Ok chưa? Đấy, ví dụ ông ấy muốn nhìn điểm B ấy, ông ấy phải nhìn xa ra, đúng không? Thì nhìn được điểm B. Ánh sáng từ dưới đi lên nó sẽ bị gãy, nghe chưa? Thì chiết xuất là bao nhiêu? Rồi, nào, vậy còn tính chiết xuất chất lỏng không? Nhìn nha, rất là dễ thôi. Góc này là góc tới Y. Được chưa? Góc này là góc khúc xạ R. Xong chưa? Sin Y chia cho sin R nhá. Chính bằng Y là môi trường dưới nước chưa? Đấy, chiết xuất nước là N chưa? R môi trường không khí chưa? Trên tử là 1 nhá. 1 phần N.
sin y chia sin r này rất là dễ này. Đây là hình lập phương các cạnh bằng nhau, thì thầy đặt đây là a nhé, đây là a nhé, để cho nó dễ hiểu đúng không ạ? Rồi sin y này, sin là đối trên huyền, đây sẽ là 2a chưa? Đấy sẽ là đối này là a này, huyền của chúng ta là a căn 5, tính Pythagore a căn 5, đây là a trên căn 5, a nhân căn 5. R ở đây chưa? Đối đỉnh của nó đây là r này. Sin r của chúng ta thì em biết luôn góc này là góc 45 độ gì nữa, đúng không ạ? Đây là hình vuông chưa? Chính là sin 45 độ thôi, sin 45 độ. Đúng không? Đỡ phải tính nhiều nha. Từ đây suy ra n này. Sin 45 chia dưới mẫu là 1 phần căn 5. Xong. Rồi, nó ra là 1,58, chọn B là chính xác. Xong. Hết. Ok, xong nha. Buổi ôn thi giữa kỳ tối nay đến đây là kết thúc. Thì thầy đã gửi cho các bạn 8 đề rồi, đúng không ạ? Thầy đã gửi cho các bạn tất cả 8 đề. Thì hôm nay thầy chữa đề 1 nhá. Thì tuần sau thầy chữa tiếp đề 2, trang 7 nghe chưa? Trang 7 là đề 2. Thì hẹn các bạn là tuần sau chúng ta, nếu như thầy không bận cái gì nhá, nghe chưa? Nếu như thầy không bận cái gì thì tuần sau chúng ta tiếp tục chữa cái đề 2 để các bạn ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ cho thật tốt, nghe chưa? Nhá. Thì cái file này là có cả đề giữa kỳ và đề cuối kỳ đấy nhỉ? Giờ có đáp án hết rồi, nhá, làm trước đi. Rồi tuần sau thầy chữa nhá. Ok. Chào các em, có đủ 8 đề rồi nhá. Bạn nào chưa có cái file này thì bảo thầy gửi cho, nghe chưa? Tuyển tập các đề ôn thi kỳ 2, lớp 11. Đề toàn đề hay thôi. Hay đấy. Rồi, chào các bạn, bye bye các bạn nha. Có 3 đề giữa kỳ và 5 đề cuối kỳ. Chào các em, bye bye nha. Bye bye, chào các em, bye bye nha. Cứ làm trước đi, mỗi tuần thì chữa một đề nha. Chữa đến cuối năm, hết năm là vừa. Rồi, chào các em, bye bye các bạn nha. Chế quá thầy ơi, ok, chào các em, bye bye nha. Bye bye các em. Rồi, chào các bạn, bye bye nha.